Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Real kia mình. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình, đó là điểm tin về Free Fire, những thông tin thú vị xoay quanh thế giới Free Fire, những điều sắp ra mắt, cũng như những dự đoán về cộng đồng và rất là nhiều những thứ khác nữa. Và ngày hôm nay thì trong Anna Free Fire thì có cái gì? Thì có một cái vòng quay nó khá đặc biệt, đó là vòng quay sư điểu. Và cái việc xuất hiện của cái vòng quay này thì khiến rất nhiều người bị sốc, bởi vì là bốn cái súng M4A1 này nó đến từ cái sự kiện chiến đẳng cấp trước đây, và sự kiện chiến đẳng cấp đó là một trong sự kiện mà các bạn có thể cày được súng. Thì bây giờ tất cả những cái súng ở trong cái sự kiện chiến đẳng cấp đó thì lại đều được đem ra đưa vào trong vòng quay, và các bạn có thể dùng tiền để có thể sở hữu được. Và khi mà chúng ta quay ra đủ số lượng bánh trưng, hoặc là chúng ta quay một phát ra ăn luôn khẩu súng thì ngon. Và nếu mà chúng ta quay ra được bánh trưng ở trong cái sự kiện vòng quay sư điểu này thì chúng ta cũng có thể nhận được khẩu súng này. Từ sáng giờ thì mình thấy là có khá nhiều bạn mà sở hữu cái bộ kim sư điểu này đã cảm thấy bức xúc, bởi vì trước đây thì họ phải cày cuốc, họ phải đi trốn, rồi họ phải làm các kiểu thì họ mới có thể sở hữu được một khẩu sư điểu. Thế mà bây giờ thì các bạn chỉ cần bỏ tiền ra, vâng, bỏ tiền ra các bạn có thể sở hữu đủ cả 4 khẩu sư điểu. Và ui, đúng là người ta thường nói rồi, cái gì mà không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền mà. Và chắc chắn là cái bộ sư điểu này sẽ là một trong bộ mà mọi người sẽ rất là thích. Và từ sáng rồi thì mình cũng thử đốt 2.500 kim cương, nhưng mà vẫn chỉ ra được bánh trưng thôi, vẫn chưa ra được khẩu sư điểu vĩnh viễn nào cả. Và có lẽ đây là một sự kiện mà tất cả mọi người đều không thể bỏ qua được, không thể bỏ qua để sở hữu bộ sư điểu này, mặc dù là nó mang lại cho mọi người khá nhiều sự bực bội. Ok, chúng ta sẽ đến với tin tức thứ hai của ngày hôm nay. Thì có lẽ là các bạn cũng đã theo dõi cái video Traps, cái video I'm on Fire, bài hát được 4 nhân vật của Gaina Free Fire thể hiện, đó là Moco, Kelly, Antonio cũng như là Miguel. Thì trong cái bài hát này thì cộng đồng trên thế giới đã phát hiện ra có rất nhiều điều hay ho ở trong cái video clip này. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái thói quen của Gaina Free Fire mà họ làm theo rất là nhiều những cái nhà phát hành game khác trên thế giới, như Riot Game với Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn. Thì ở trong cái video clip này cũng có những cái thông tin về những thứ mà sẽ chuẩn bị ra mắt trong Gaina Free Fire, giống như là một số những cái bài hát, như bài hát Vale Vale của Alok trước đây vậy. Và ở trong cái clip này thì có điểm gì đáng chú ý? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một bộ súng, skin súng mới. Và chắc chắn là khi Gaina họ đã làm ra cái hình ảnh súng này thì sẽ có skin súng mới, và chúng ta sẽ có một khẩu P90 mới. Khẩu P90 này xuất hiện trên tay của nhân vật Kelly ở trong cái đoạn video clip. Xin lỗi, bên đây là nhân vật Moco chính xác hơn. Và Moco và Kelly ăn mặc khá giống nhau, nhưng Kelly thì mặc cái bộ đồ màu xanh. Và cái bộ P, cái khẩu P90 này thì không biết là nó sẽ tăng chỉ số gì. Tuy nhiên thì nếu mà đi cùng với bộ rapper này thì chắc chắn nó cũng sẽ là một trong khẩu súng rất đáng chú ý. Ở trên tay nhân vật Antonio của chúng ta thì sẽ có, đó là một khẩu FAMAS. Và khẩu FAMAS này nó cũng sẽ theo phong cách graffiti. Cả 4 bộ này nó sẽ đều theo phong cách hip hop, và mình nghĩ đây nó sẽ là bộ súng hip hop hay chăng. Hiện tại thì vẫn chưa thấy có thông tin gì. Khẩu súng thứ 3 cầm bởi Moco thì đó là khẩu M79, và khẩu M79 này thì cũng là một khẩu M79 mà trông cái họa tiết nó khá đẹp. Bên Brazil thì họ rất là ủng hộ các cái việc mà ra skin súng này. Bên Brazil thì skin súng của nó không có bất kỳ một cái chỉ số nào. Tuy nhiên thì với Việt Nam cũng như là các nước khác như Indo, Thái Lan thì chúng ta sẽ rất quan tâm đến chỉ số súng này. Nhân vật Miguel cầm một khẩu Rosa. Như vậy cái bộ súng mới của chúng ta thì sẽ là P90, FAMAS, Rosa cũng như là M79. Ở trong cái căn phòng của cái nhân vật Moco lúc hát thì chúng ta có thể để ý là có một cái tượng của con báo máy móc, cũng như là tượng một cái bức tranh con panda và một cái bức tranh vẽ bản đồ. Còn trong cái hoạt cảnh của nhân vật đó là Antonio, chúng ta thấy rằng cái xe thể thao chúng ta sẽ có một skin xe mới nhìn cực kỳ sang chảnh luôn. Vâng, một skin xe vàng chóe loẹt. Và một trong cái điều mà rất nhiều người cũng như là game thủ trên thế giới quan tâm thì đó là khi mà các nhân vật họ
mở một cái tấm bản đồ ra. Thì cái tấm bản đồ này trông nó cực kỳ lạ mắt. Và nếu như mà bây giờ mình xoay cái bản đồ này lại thì sẽ thấy những cái điểm gì đặc biệt. Mình sẽ xoay bản đồ này lại như phóng to ra. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là bản đồ của một cái bản đồ mà nó khá giống với cái đảo quân sự. Tuy nhiên thì nó lại có những cái điều nó rất khác biệt. Chúng ta hãy nhìn xem là cái sự khác biệt nó ở đâu. Thứ nhất là cái khu vực trung tâm bản đồ ghi là Cape Town, đó chính là thành phố biển. Và đây chính là cái bản đồ tên tiếng Anh của cái đảo quân sự. Cape Town, thành phố biển. Bình thường thành phố biển sẽ nằm bên tay phải bản đồ, nhưng chúng ta có một cái thành phố biển mà nó sẽ nằm ở trung tâm bản đồ. Ở phía dưới sẽ là khu Catulistiwa, tức chính là khu vực làng thông ngày nay. Và cái khu vực làng thông này thì nó lại nằm ở ngay dưới cái thành phố biển. Và cái hòn đảo này nó lại là một hòn đảo ngang. Thông thường thì tất cả những cái mà Guyana họ đưa vào trong các cái MV cũng như các cái video ấy thì đều có lý do cả. Giống như là cách mà họ đã đưa cái bản đồ sa mạc vào trong một số những cái video clip trước đây của Guyana Free Fire. Bên cạnh đó thì cái khu vực Bima Sakti Strip mà chúng ta thường biết, đó là khu vực thung lũng, thì bây giờ nó sẽ là một cái khu vực nó giống như là một cái thành phố ở trong cái hòn đảo sa mạc, và nó sẽ nằm ở góc trên bên tay trái bản đồ. Ở góc dưới bên tay phải bản đồ thì đó là Mars Electric, mình tin là như vậy. Ở đó là khu vực nhà máy điện, thì khu vực nhà máy điện lại nằm ở bên tay trái cái bản đồ này. Thì có vẻ như đây là một cách mà Guyana họ đang hé lộ một cái bản đồ mới ở trong Guyana Free Fire hay chăng. Và nếu mà có một cái bản đồ mà trông nó hình ngang như thế này thì nó có thể là một cái chế độ gì đó đặc biệt để dành cho riêng khu vực đảo quân sự. Ở bên tay phải chúng ta sẽ có những khu nào, ở ngoài cùng của chúng ta thì sẽ là một cái khu đó sẽ là khu trường tập bắn. Tiếp theo thì đó là factory, là cái xưởng cơ khí. Có một cái đoạn mà nó khá mờ nên tôi không nhìn thấy là gì ở ngoài tận ngoài cùng ở bên tay phải. Ở phía bên cạnh của cái khu trường tập bắn thì chúng ta sẽ có ranch, chính là khu nông trại cũ mà bây giờ thay bằng khu nghĩa địa, và phía trên là ga, đó là cái khu vực sân bay hay là khu vực doanh trại ngày nay. Thì nói chung là cái bản đồ này nó đang tạo ra rất là nhiều những điều hay ho. Tuy nhiên thì cũng chưa biết là Guyana họ sẽ đưa cái bản đồ này vào trong game như thế nào và trong chế độ nào, thì có lẽ là tương lai sẽ trả lời điều đó. Một trong những thông tin tiếp theo mà mình muốn đem đến cho các bạn đó là thông tin về nhân vật mới cũng như là một vũ khí mới sẽ được update ở trong phiên bản OB20. Thì hiện tại thì phiên bản OB20 chúng ta còn khoảng 15 ngày nữa, còn khoảng nửa tháng nữa thì nó sẽ chính thức ra mắt. Có lẽ sau Tết thì chúng ta sẽ có OB20 để chơi. Và OB20 chúng ta sẽ mang đến 3 tính năng mà đến thời điểm này đã được hé lộ. Tính năng đầu tiên đó là một nhân vật mới, và nhân vật này có tên là Steffi, hay là Steffi. Thì nhân vật Steffi này có một kỹ năng kích hoạt chủ động, đó là tạo ra một lớp giáp để có thể giảm bớt lượng sát thương lên người, cũng như là giảm bớt lượng sát thương mà đối phương có thể gây ra. Tiếp theo đó là một cái vũ khí ở bên tay trái hiện ra, đó là một cái khiên. Và khi mà các bạn, nó là một cái vũ khí cầm tay, nó giống như là cái chảo hay là cái bóng gậy bóng chày, nhưng chúng ta có thể kích hoạt để biến nó thành một cái khiên, và cái khiên này có thể giúp chúng ta che đạn trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là hai cái vũ khí mới, hai cái tính năng mới mà sẽ ra mắt. Tiếp theo một tính năng nữa đó là chúng ta có thể chặn những người chơi nhắn tin chúng ta ở trong game. Ví dụ như là tôi không thích người A, người B, người C, tôi có thể chặn hoàn toàn người đó để người đó không thể gửi bất kỳ một cái tin nhắn ẩn danh nào cho tôi. Thì đó là ba tính năng mới mà có thể sẽ ra mắt ở trong OB20. Hiện tại thì OB19 của chúng ta vẫn còn rất nhiều tính năng vẫn đang đã ra mắt ở trong cái server test, nhưng hiện tại vẫn đang chưa có mặt trong game. Ví dụ như cái đảo huấn luyện chẳng hạn. Và ở trong cái bản OB20 thì chắc chắn là cái hòn đảo sa mạc sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Ở OB19 thì hơi đáng thất vọng là cái đảo sa mạc nó chỉ xuất hiện có 1/4 bản đồ mà thôi. Và mặc dù như vậy thì nó cũng không quá hấp dẫn dành cho người chơi. Và tôi hy vọng là đến phiên bản OB20 chúng ta sẽ có cái hòn đảo sa mạc hoàn chỉnh. Và đó là những cái thông tin về những cái cập nhật sẽ sắp ra mắt ở trong Guyana Free Fire. Một thông tin tiếp theo đó là cái giải đấu bên Indonesia thì sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 2, tức là sẽ diễn ra trong vòng ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2, tức là sẽ diễn ra vào thứ bảy chủ nhật và trong vòng một tuần nữa. Tức là chúng ta chưa nghỉ Tết xong mà chúng ta đã có giải đấu này rồi. Và giải đấu này thì chúng ta có hai đại diện ở Việt Nam, đó là team Flash và team Cloud. Thì hai team này của chúng ta sẽ đấu với 4 team Indo cũng như với các team khác ở các nước như là Indo,
Thái Lan, rồi Campuchia, Singapore, Malaysia, và khá hay. Và đây là một giải đấu mà nó sẽ hứa hẹn là hai đội Việt Nam sẽ giành được thành tích khá cao, vì theo tôi biết là các đối thủ trong giải đấu này cũng không quá mạnh. Thông tin cuối cùng mà mình mang đến cho các bạn đó là cái danh sách đội tuyển của đấu trường sinh tồn mùa xuân, thì Box Gaming Pro A, 108 Gaming, Sorry Team, Wasted Potential, tức là team Tron Gaming cũ, cũng như là Brother Gaming, họ sẽ nằm chung trong một nhóm. Mà cái cách mà đấu trường sinh tồn mùa tới họ vận hành thì nó sẽ hơi phức tạp một chút, và mình sẽ có một cái video để nói về cái vấn đề vận hành của cái giải đấu này nó như thế nào. Ở bảng A chúng ta sẽ có team Flash, V Gaming, tính chất team OMP, Clear Team, AFK, Đại Tướng Quân và Hà Nội Team, họ sẽ chung một nhóm, mà đây có thể coi là nhóm tử thần vì cả 6 team này họ sẽ phải gặp nhau ở trong tới tận 24 trận trong suốt giải đấu. Vâng, gặp nhau tới 24 trận, tức là 6 vòng. Vâng, thật là kinh khủng với ông anh em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có bảng B của chúng ta, thì sẽ có đó là team Cloud SCVG, MP3, lộn xộn team Wasabi Gaming, cũng như là Kill for Survivor. Cái team Cloud và SCVG có một điểm rất đặc biệt là thành viên cũ của Cloud đó là Cloud Panda, thì bây giờ anh ta sẽ đầu quân SCVG với cái tên là SCVG Panda. Và đó là danh sách chia bảng của đấu trường sinh tồn, và đấu trường sinh tồn thì sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 2, tức là sau khi mà các đội tuyển họ đi Indo về được một tuần, thì chúng ta sẽ ngay sau Tết chúng ta sẽ có đấu trường sinh tồn luôn. Mùa này thì Ria Gaming sẽ làm rất nhiều video phân tích về đấu trường sinh tồn. Ok, và đó là thông tin mà mình mang đến cho các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ thì chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng cùng gia đình và người thân.